Chào mừng anh em đã đến với kênh Đam mê Năng lượng. Thì hôm nay có câu hỏi của anh Theo Nguyễn. Thì anh có hỏi như sau. Chào anh. Anh cho em hỏi, điện gia đình của em đang sử dụng có một tivi 40 inch, một nồi cơm điện 1,5 lít, một tủ lạnh 200 lít, có inverter, thắp sáng khoảng 5 bóng đèn. Anh tư vấn giúp em là nên đầu tư hệ 12 hay hệ 24, chi phí khoảng 30 triệu trở lại. Cảm ơn anh. Dạ xin cảm ơn anh Theo Nguyễn rất nhiều ạ. Thì qua câu hỏi của anh thì tôi cũng có vài lời góp ý với anh như vậy. Thì đối với anh sử dụng một cái tủ lạnh 200 lít, một nồi cơm điện 1 lít rưỡi và 5 cái bóng đèn, một cái tivi 40 inch. Thì đối với cái tủ lạnh 200 lít anh, thì đối với cái điện năng mà để tiêu thụ cho cái tủ lạnh một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ thì nó khoảng 2 kW điện trở lại nha anh. Còn cái nồi cơm điện á thì 1 lít 5 á thì nó có công suất khoảng 600 W, nhưng mà một ngày nấu 2 lần cơm á thì khoảng 0,5 kg, để tức là 500 W điện cho một ngày anh nấu 2 lần cơm ha. Tại vì cái nồi cơm điện có công suất lớn, công suất khởi động lớn, nhưng mà trong thời gian nấu ngắn, nấu khoảng tầm 15-20 phút thì nồi cơm đã chín rồi, nhưng mà cái tiêu thụ điện của cái nồi cơm nó không có bao nhiêu hết. Mỗi một lần nấu cơm khoảng 250 W trở lại mà thôi. Nhưng mà cái nồi cơm điện nó có cái công suất rất là lớn nha, nhưng mà trong thời gian nấu nó rất là ngắn. Quan trọng là cái tủ lạnh phải anh có đủ điện nuôi cái tủ lạnh 24 trên 24, còn lại các thiết bị khác như là tivi và bóng đèn để thắp sáng. Thì tôi nói với anh như thế này, điện năng lượng mặt trời thì có mặt trời là có điện, còn không có mặt trời á, ví dụ như vào những ngày mây mưa thì coi như là nó không có sản sinh ra điện, nó sản sinh điện với một cái lượng rất là ít đó. Nên sử dụng điện năng lượng mặt trời hay độc lập như tôi nè, phụ thuộc vào hết cái thời tiết. Nhưng mà ở đây á, cái tivi á, thì ví dụ như nhầm khi anh một ngày anh xem nhiều hay ít đó, rồi cái bóng đèn cái thắp sáng, rồi anh sử dụng 5 bóng, nhưng mà 5 bóng đèn thì có công suất bao nhiêu. Thì ở đây thôi, bây giờ để tôi lấy cái tờ giấy với cái viết ha, để tôi tính sơ qua với cái mức mà anh đưa ra, rồi cái mức mà tiêu thụ điện của trong gia đình anh bao nhiêu, rồi tôi sẽ gợi ý lên anh đầu tư một bộ điện. Thì anh có nói là với giá 30 triệu, thì 30 triệu đầu đầu tư một bộ điện độc lập cũng là rất là xịn sò đấy anh ạ. À, chứ không phải ít đâu ạ. À, với cái điện độc lập như thế này thì để tôi ghi ra ha. Thì cái tủ lạnh á, tủ lạnh là một 24 tiếng đồng hồ thì nó tiêu thụ là phải 2 kW điện ha. Rồi còn lại á là cái nồi cơm. Để tôi ghi chút, tôi sẽ đưa lên màn hình cho anh dễ thấy hơn ha. Nồi cơm á trong một ngày á, thì 0,5 kW là 500 W điện ha. Rồi tới cái tivi. Thì cái tivi 40 inch á thì nó có cái công suất á, là khoảng 75 W. 75 W, nhưng mà phụ thuộc vào á anh sử dụng, anh có xem nhiều ít trong ngày nữa. Thì cái mức tiêu hao điện của cái tivi á thì nó phụ thuộc vào anh có xem tivi hay không ha. Thôi bây giờ thì cái tivi tôi lấy 12 tiếng sử dụng trong một ngày một đêm, thì cho nó 12 tiếng, 12 tiếng 12 á, 75 nhân cho 12 thì nó bằng 900 W. Rồi còn lại 5 bóng đèn. Thì cái 5 bóng đèn á, thì nó có cái công suất như thế này anh. Bóng đèn á, thì 10 W có, 15 W có, 20 W có, 25 W có, 30 W có. Thì bây giờ tôi lấy cái số chuẩn là 20 W ha, để tôi tính ra cái mức tiêu thụ điện của gia đình anh á. Thì thôi bây giờ thì thắp sáng á, thì từ chiều về đêm mình mới thắp sáng, chứ ban ngày đâu thắp sáng làm gì. Thì bây giờ tôi tính từ chiều, từ 6 giờ anh thắp đến 12 giờ đêm, hoặc là anh thắp ít hơn nữa, nhưng mà tôi tính cái mức dao động nó rộng hơn ha, để mình đưa ra một cái chỉ số để dễ tính đầu tư một bộ điện cho nó phù hợp, để anh có đủ cái lượng điện phục vụ 24 trên 24 ha.
Thì đối với 5 bóng đèn á thì nó tiêu thụ á công suất 20W một bóng á, 5 bóng á thì 100W, mà 6 tiếng á, là 600W ha. 600W. Rồi, bây giờ để tôi cộng hết cái con số này lại cái bao nhiêu? 2 5 rồi 4 kW. Như vậy là tôi đã tính nhẩm ra thì tổng mức tiêu thụ điện của gia đình anh á cho 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm á là tổng cái mức điện tiêu thụ là khoảng 4 kW điện nha anh. Rồi thì bây giờ nó có cái con số này rồi, thì bây giờ tôi mới tính ra chiếc cái bộ điện cho nó phù hợp để nó phục vụ cho anh với cái số điện như thế này. Thì đối với cái lượng pin á mà để sản sinh ra được 4 kW điện để cho anh phục vụ vào ban ngày lẫn ban đêm á, thì đối với nếu mà nắng tốt trong một ngày á thì 800W pin nó sản sinh ra khoảng 4 kW điện. Nó nắng tốt trong ngày nha, nắng từ sáng sớm đến chiều tối. Nhưng mà vào lúc những ngày có mây mù hoặc là mây mưa, chứ đâu phải ngày nào nó cũng nắng đâu anh, thì có lúc về lúc khác. À, mà sử dụng pin đó thì phụ thuộc vào cái thời tiết. Thì ở đây á, thì mình nâng lên thêm 400W nữa để dự bị vào lúc mà thời tiết mà có nhiều mây, hay là chẳng hạn như lúc mưa lúc nắng. Thì bây giờ tôi sẽ lấy 1.200W pin ha. 1.200W pin á, thiếu nếu mà nắng tốt trong ngày á, thì nó tạo ra khoảng 6 kW điện đó, hoặc nó hơn con số đó nữa, hoặc nó dưới con số nữa, tùy theo cái nhiệt độ nắng trong ngày nữa ha. Nhưng mà thôi bây giờ là tính là nó có 1.200W pin. Rồi. Rồi tính tới cái hệ lưu trữ thì ở đây á thì tôi sẽ tính cho anh là cái hệ 24, tại vì á cái hệ 24 á thì xài nó rất là bền anh ạ. À, thì cái hệ 24 xài bền hơn hệ 12 như thế nào thì để sau video này tôi sẽ nói sao ha. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa ra cái chiếc tính cho anh xem, cho anh tham khảo ha. Thì với cái hệ lưu trữ 24 thì khoảng từ 150 đến 200 AH ắc quy chẳng hạn thôi. Bây giờ thì tôi thấy như thế này anh, cái số tiền mà anh bỏ ra 30 triệu để đầu tư một hệ điện mà muốn xài bền bỉ theo 5 tháng á, thì bây giờ tôi thấy cái pin lithium á, cái pin mà li Fe4 4 á, nó rất là thịnh hành đối với anh em đang sử dụng cái nguồn điện năng lượng mà cái hệ độc lập như thế này anh. Tôi thấy thấy rất là anh em hay ưa chuộng lắm, tại vì nó có cái dòng sạc, cái dòng xả nó cao á, rồi nó bền nữa, tại vì pin mà nó khác với ắc quy đó. Thì bây giờ với cái số tiền này thì tôi tính những cái sản phẩm nào bên ngành điện á, nó xịn sò nhất và cho anh ha. Rồi thì đối với bây giờ á, 150 AH dung lượng lưu trữ đi ha, thì để tôi đưa ra cái giá cho anh tham khảo luôn nha. Thì riêng tôi á thì tôi chia sẻ anh em, nhưng mà tôi cũng lúc nào tôi cũng vậy, tôi cũng phải gợi lên cái ý là cái giá cả tôi tham khảo được thì tôi cũng đưa cho nêu lên cho anh em xem và tham khảo, chứ tôi á không có kinh doanh về cái các mặt hàng sản phẩm bên cái điện năng lượng này, nên tôi không có nắm rõ được cái giá nó chính xác, cái giá nó phụ thuộc vào thị trường nữa, nên cái giá nó còn lên xuống nữa. Tôi chỉ nêu lên một cái giá là mang tính chất tham khảo thôi. Thì ở đây á cái pin 1.200W này anh nên chọn cái pin cùng kích cỡ, là bây giờ đó là chọn những cái tấm pin đó công suất là 400W ha, chứ nhầm khi anh chọn những tấm mà 300W hay là 400W nó ghép lại vậy nó thì nó lỡ cỡ nó cũng không được nữa. Nhưng mà tùy theo cái con sạc nữa, thì để tôi tính xem, nếu mà ở đây á, nó có hai loại để anh lựa chọn.
thì sử dụng những cái con kích này, con kích rời và những cái sạc rời á. Nếu mà anh sử dụng cái con sạc MPPT á thì chọn những cái tấm 400W 3 tấm. Tại vì những cái tấm mà 400W nó có cái dải điện áp á, trên 50V. Khi mà cái con sạc MPPT á, nó sẽ biến áp thành dòng để nó sạc nó tối ưu hóa được cái hệ pin. Đó. Còn những cái con sạc mà BVKM á thì nếu mà anh sử dụng những cái con đó thì nên chọn những cái tấm pin là khoảng 300W. Tại vì cái tấm pin 300W á nó có cái dải điện áp á, là nó nằm từ 31 đến 36V, nó rất là phù hợp cho anh sử dụng cái sạc cái hệ 24. Thì bây giờ đây có hai cách anh lựa chọn. Thì thứ nhất á, nếu mà cái sạc cái con sạc BVKM á thì chọn những cái tấm 300W nó phù hợp ha. Còn nếu mà sạc con sạc MPT á thì cái tấm là 400W nó phù hợp. Thì cái tấm 400W thì 3 tấm, còn cái tấm 300W thì nó 4 tấm. Thì ở đây á, tôi thấy trên thị trường bây giờ nó có cái con hybrid là cái con 3 trong 1 của anh, nó tích hợp sẵn là sạc MPT và sạc BVKM. Thì đối với 1200W pin này mà hệ 24 á, thì nó tích hợp sẵn là cái sạc 50A là nó vừa vừa điều khiển tròn với cái con số 1200W pin này. Thì nếu mà cái giá cả là phục, tôi thấy á, cái con hybrid á, cái con 3 trong 1 á, mà 2 kg á, cái kích điện á, lên nó 2 kg á, thì nó tích hợp sẵn là 5 sạc 50A từ pin á. Thì công nghệ sạc MPT á, nó mắc hơn cái công nghệ sạc BVKM á, tầm chắc hơn 1 triệu một cái. Thì tôi biết á, thì cái con hybrid á, thì bây giờ tôi sẽ góp ý với con với anh á, là cái con hybrid đi, xài nó cũng thuận tiện. Chứ nhầm khi anh mới sử dụng điện, anh mua những cái con mà lẻ lẻ như con sạc này, con kích về về á, thì nó riêng lẻ từng cái á, đấu dây nhỏ lằng nhằng dịch dịch á, thì nó cũng hơi phức tạp. Nên sử dụng những cái con 3 trong 1, con hybrid á, thì nó rất là tiện. Thì đây á, cái con hybrid 3 trong 1 á, thì nếu mà cái con mà sạc BVKM á, thì nó nằm khoảng 5 triệu rưỡi. Kích 3 trong 1 ha anh. Thì nằm khoảng là 2 kg nha. 3 trong 1 là nó là 2000W. Thì cái giá tôi tham khảo á, để tôi đưa ra luôn là 5,5. Còn cái là mà cái pin 150Ah lưu trữ này nè, thì tôi cũng nêu ra cho anh cái giá tham khảo, thì nó nằm chắc khoảng 15 triệu đó anh. Thì nó nằm phía trên hoặc là dưới, tại vì cái giá tham khảo thôi chứ tôi không có kinh doanh nên không có nắm rõ được cái giá chính xác ha. Thì cái gì cũng vậy, chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh ạ. À. Còn cái pin này á, 1200W pin này á, nếu mà những cái tấm mà có công suất 300W á, thì bây giờ nó nằm khoảng trên 2 triệu một một tấm. Mà 4 tấm á thì nó nằm khoảng chắc 10 triệu anh à. Cho 10 triệu tiền pin ha. Rồi. Thì chỉ có vậy mà thôi anh. Ba món thôi. Cái con hybrid 3 trong 1. Cái con này anh sử dụng được cái tải hết công suất đó là 2000W. Còn cái 150Ah pin lưu trữ này thì có giá khoảng 15 triệu. Thì cái mức nó dao động thôi anh. Cái này là cái giá tham khảo thôi nha. Nó lên xuống nữa. Còn cái ngay cả cái pin cũng vậy. Thì để tôi cộng hết cái số này xem bao nhiêu ha. Thì nó lên đến 30 triệu 500. À, nhưng mà anh nói là anh có 30 triệu thôi. Cái con số này tôi đã tính vượt anh hơn 500 ngàn rồi. Chắc xí xóa được nha anh. Thì đầu tư thì cái giá tôi đưa ra cho anh tham khảo thôi. Còn cái giá này á, nó còn lên xuống nữa. Ngay cả cái con hybrid 3 trong 1 nè.
Rồi ngay cả cái phần mà bên cái pin lưu trữ lithium nè, nó nằm trên con số 15 hoặc nằm dưới con số 15 này nữa. Còn cái pin cũng vậy, cái pin mà 1200 watt pin là bây giờ 10 triệu á, thì nằm dưới con số này hoặc trên con số này nữa, thì cũng tùy theo pin, tùy theo hãng sức. Và thì cái giá cả nó thì tôi cũng không nắm rõ, thì tôi cũng nêu ra vài cái ý nó cũng vừa tròn là 30 triệu hoặc hơn 30 triệu một chút để cho anh tham khảo ha. Thì cái bộ mà điện mà để độc lập như thế này nè, thì tôi cũng tính cho anh là những cái bộ điện này á, là chắc cũng xịn sò nhất. Nó xịn sò ở chỗ nào? Thì nó xịn sò nó rất là tiện cho anh á. Pin thì cái tuổi thọ cái thằng pin thì không nói gì rồi, nhà sản xuất người ta công bố cái tuổi thọ nó tới mấy mươi năm lận. Còn cái pin lithium này á, cái pin lưu trữ á, thì nó bây giờ nó rất là tốt, rất là tốt bên cái dòng cái hệ lưu trữ điện mặt trời ha, nó tốt hơn thằng ắc quy rất nhiều ha. Cái tuổi thọ nó rất là cao, cái dòng sạc nó rất là cao đó. Rồi cái con 3-in-1 này á, bây giờ nó rất là tiện cho anh, nó không phải là ngày xài 2-3 món mà để mình kết nối như là sạc xuống bình, bình lên kích, nó rườm rà hơn. Tôi thấy nó cũng rất là tiện những cái con mà 3-in-1 như thế này ha. Thì theo tôi thì tôi gửi lên cái ý để cho anh tham khảo vậy. Còn cái đầu tư của anh á thì anh phải tham khảo lại, thì anh phải liên hệ với nơi mà nhà bán ha. Rồi thì để tôi cũng nêu ra, tôi đưa ra vài một cái chi tiết về cái cách hoạt động của pin và hệ lưu trữ và cái con kích luôn. Thì đối với 1200W pin này á, thì một ngày nắng tốt á thì nó tạo ra khoảng 6 kW điện ha. Thì ban ngày anh sử dụng các thiết bị điện, anh sử dụng phân nửa, tại vì anh đã đưa anh nêu ra một cái thiết bị điện của gia đình anh đang sử dụng, thì nó đã lấy đi phân nửa cái số pin này, nó sử dụng vào cái thiết bị gia đình anh vào ban ngày ha. Còn lại á thì nó sẽ lưu vào cái hệ lưu trữ bằng cái pin lithium á. Thì đối với 150Ah pin lithium này á, nó lưu á, nếu mà nạp đầy cái hệ pin này á, nó lưu phải 3,6 ký điện hoặc có trên nữa, cái thằng pin nó lưu nhiều lắm. Thì 3,6 ký điện này á mà anh sử dụng từ chiều tới sáng đâu có hết đâu anh, tại vì tổng cái mức gia đình của anh sử dụng 24 tiếng hồ có 4 ký, thì anh chia hai ra, bằng ngày 2 ký, bằng đêm 2 ký ha. Nhưng mà anh có cái hệ lưu trữ á là 3,6 ký rồi. Thì ban ngày á pin á nó sản sinh ra, nó phục vụ cho anh á, phục vụ á các thiết bị điện trong gia đình anh, rồi nó vừa phục vụ thiết bị điện mà nó vừa phục vụ 150Ah pin này, nó nạp đầy đến khi chiều tối á pin nó không còn sản sinh ra điện nữa, thì nó lấy từ cái nguồn điện lưu trữ 150Ah này nè, là nó có sẵn 3,6 ký điện nằm sẵn đây nè, nó lên nó phục vụ cho anh. Rồi tiếp tục ngày qua ngày, thì ban ngày thì có nắng lên thì cứ nó vừa phục vụ các thiết bị điện cho anh, và vừa phục vụ 150Ah cái hệ lưu trữ này đó, cứ cái dòng tuần hoàn nó cứ xoay chiều lại. Pin thì nó nuôi cả hai, dắt bằng ngày rồi dắt bằng đêm á, nó lấy từ cái nguồn mà điện lưu trữ là lên nó nuôi các thiết bị điện của anh đó, như vậy nha anh. Rồi thì anh cũng có hỏi hệ 12, hệ 24, hệ nào ra xài thì tốt hơn. Thì ở đây cái hệ 24 nó tốt hơn hệ 12. Thì nó tốt hơn như thế nào thì tôi cũng xin chia sẻ cho anh thế này. Thì hệ 24 thì cái điện áp nó cao hơn cái hệ 12. 12V thì cái áp cao thì cái dòng nó hạ. Còn cái bên kia thì 12V thì cái hệ 12 thì cái áp nó thấp mà cái dòng nó rất là cao. Nó nhận dòng rất là cao nhưng nó nhận áp rất là thấp, mà cái dòng nó rất là nóng, cái áp nó mát. Thì ở đây á, cái ưu thế của cái hệ mà có cái áp cao á, thì nó được như cái hệ 24 á, nó khác hệ 12 á, là anh đi cái đường điện á, nó nhỏ hơn hệ 12 phân nửa, dần điện dài hơn đó, các thiết bị nó hoạt động mát mẻ hơn, nó bền hơn, tại vì cái điện áp nó cao á, cái dòng nó thấp đi á, thì nó phải bền hơn những cái mà có cái thiết bị mà cái điện áp nó thấp. Rồi cái hệ 12 bên đây nè của tôi nè, thì nó hoạt động á, nó nhận cái điện áp có 12V nè, cái điện áp rất thấp nên cái dòng nó rất là cao, nó nhận cái điện lúc nào nó hoạt động á, nó cũng nóng cái con kích hết trơn á, xài á nó mau hỏng hóc hơn. Tôi ví dụ như cho anh như thế này, tôi đây có hai bộ hoàn toàn độc lập với nhau hết, hệ 12 và hệ 24.
Thì cái hệ nào á thì cũng 1000W, kích điện lên 1000W hết. Con kia cũng vậy, cũng 1000W, nhưng mà cái 12V, cái 24V. Thì tôi ví dụ như bây giờ á, ngày nào tôi cũng xài hết, ngày nào tôi cũng xài là kích lên 1000W hết, tôi sử dụng hai con đều bằng nhau hết, ngày nào cũng đồng đều y hệt vậy hết. Thì con này tôi sử dụng 2 năm hư, còn con này tôi sử dụng 4 năm hư. Đó. Rồi vấn đề điện DC 12V, tôi ví dụ như tôi đang thắp cái bóng đèn DC 12V thì tôi phải dùng cái cọng dây nó to và nó ngắn, thắp cái bóng đèn nó mới sáng. Chứ hãy nếu xa nữa mà cọng dây nó nhỏ thì nó sẽ lu lu bóng đèn, nó không được sáng. Còn cái hệ 12 á thì cái dải điện áp nó cao hơn á, thì thắp cái bóng đèn á thì cái cọng dây nó được nhỏ hơn đó, và kéo cái đường dây nó đi được xa hơn, gấp đôi hơn cái hệ 12 đó. Chẳng hạn cái hệ 48 thì nó xa nữa, nó tốt nữa đó. Thì cái hệ 10, cái ưu điểm của cái hệ 24 á, nó bền bỉ hơn, nó tốt hơn cái hệ 12, là do cái áp nó cao đi nên nó tiết kiệm nhiều cái chi phí, như dây điện này nó nhỏ hơn, thiết bị nó hoạt động mát mẻ hơn, nó bền bỉ hơn đó. Thì qua video này thì tôi cũng chia sẻ và góp ý với anh cho anh tham khảo. Còn quyết định hay không thì tùy nơi anh. Thì tôi cũng chia sẻ với anh tại sao cái pin lithium, tại vì anh bỏ ra cái số tiền thì nó 30 triệu, nó hơi cao. Thì cái thằng pin đó nó có ưu thế là cái tuổi thọ nó bền hơn, cái dòng sạc xả nó cao hơn. Như thằng acquy, tôi ví dụ như anh bây giờ là cái thằng acquy như thế này, vào lúc ban đêm như thế này á thì không bao giờ là tôi dám sử dụng mà để mà xả ra cái công suất mà để nấu được cái nồi cơm. Vào lúc ban đêm này tôi không dám nha, ban ngày á, thì tôi nấu cơm để cho pin nó hỗ trợ phân nửa, bình nó hỗ trợ phân nửa đó. Nếu mà ban đêm mà tôi nấu á, cơm mà với hai cái bình này á, có một công suất 150 Ah như thế này mà nó xả lên mà nấu được cái nồi cơm á thì nó tổn cái bình lắm, nó dễ nó mau hư bình, nó mau xuống bình. Còn nếu mà 150 Ah cái pin lithium á thì nấu được vào ban đêm, nó xả có thể là cái dòng xả nó cao hơn cái thằng bình này nữa, nó sâu hơn đó. Xả cái thằng pin nó duy trì được cái áp, nó không có tụt áp nên kích nó không có ngắt. Còn những cái bình acquy như thế này mà xả mà dòng cao quá thì nó dễ bị tụt áp lắm, kích nó ngắt đó, mà nó dễ tổn hơn là cái thằng pin. Thì tôi cũng chia sẻ anh vậy. Thì trong quá trình tôi sử dụng điện thì tôi cũng rút ra được một cái kinh nghiệm, hoặc là tôi cũng tham khảo thêm, như tôi cũng vừa chia sẻ về cái pin của anh, nhưng mà đây tôi cũng chưa có xài pin. Thì trong quá trình xài tôi cũng có tham khảo thằng pin, thì cũng anh em cũng chia sẻ thực tế vậy thì tôi cũng tham khảo được, và tôi cũng chia sẻ cho anh đó. Thì thôi tóm tắt lại thì cũng như vậy nha anh. Thì nội dung trong video thì mang tính để tham khảo anh em cùng nhau trao đổi với nhau thôi, chứ nhằm khi á tôi nói trong cái video nào cũng vậy, không phải là cái chia sẻ của tôi hoặc là cái nói của tôi nó đúng đắn hoàn toàn 100%, nhưng mà cũng khoảng 70-80% thì nó cũng đúng trong đó, nhưng mà không phải 100% là đúng. Nên anh em chỉ mang tính chất tham khảo, nên anh em cũng xem qua tham khảo thôi nhé. Còn trong phần video tôi cũng có làm quá trình trong làm video, nó có một cái vài điều nó sơ sức nhỏ thì mong anh em thông cảm qua. Rồi vậy nha anh em, thì bây giờ thì cũng khuya rồi anh em à. Tôi làm video này chia sẻ thì hơn 1:10 đêm rồi. Thôi video cũng dài rồi, tôi cũng xin kết thúc video và xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều ạ. À.